Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 22 tháng 5 năm 2024. Chiều nay 21 tháng 5, Lộc miền Nam trên kênh Nó Không Có Về. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 22 tháng 5 trên đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 0770. Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 4664. Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 3553. Anh chị em hãy tham khảo cho miền Nam trong ngày 22 tháng 5. Chúc anh chị em có nhiều may mắn.